Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa thậm thâm, tức là ba la mật đa rộng lớn. Phật dạy: Thiện hiện ông dựa vào ý gì mà nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm, tức là ba la mật đa rộng lớn? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với sắc không làm lớn không làm nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng không làm lớn không làm nhỏ, như vậy cho đến đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không làm lớn không làm nhỏ, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng không làm lớn không làm nhỏ, đối với sắc không làm hợp không làm tan, đối với thọ tưởng hành thức cũng không làm hợp không làm tan, như vậy cho đến đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không làm hợp không làm tan, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng không làm hợp không làm tan, đối với sắc không làm hữu lượng không làm vô lượng, đối với thọ tưởng hành thức cũng không làm hữu lượng không làm vô lượng, như vậy cho đến đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không làm hữu lượng không làm vô lượng, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng không làm hữu lượng không làm vô lượng, đối với sắc không làm rộng không làm hẹp, đối với thọ tưởng hành thức cũng không làm rộng không làm hẹp, như vậy cho đến đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không làm rộng không làm hẹp, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng không làm rộng không làm hẹp, đối với sắc không làm hữu lực không làm vô lực, đối với thọ tưởng hành thức cũng không làm hữu lực không làm vô lực, như vậy cho đến đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không làm hữu lực không làm vô lực, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng không làm hữu lực không làm vô lực. Con dựa vào ý này nên nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm, tức là ba la mật đa rộng lớn. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa y chỉ bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, nếu vọng tưởng như vậy, bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với sắc không làm lớn không làm nhỏ, không làm hợp không làm tan, không làm hữu lượng không làm vô lượng, không làm rộng không làm hẹp, không làm hữu lực không làm vô lực, như vậy cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không làm lớn không làm nhỏ, không làm hợp không làm tan, không làm hữu lượng không làm vô lượng, không làm rộng không làm hẹp, không làm hữu lực không làm vô lực, thì Đại Bồ Tát này do vọng tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa y chỉ vào bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa mà vọng tưởng như vậy, bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với sắc làm lớn làm nhỏ, làm hợp làm tan, làm hữu lượng làm vô lượng, làm rộng làm hẹp, làm hữu lực làm vô lực, như vậy cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác làm lớn làm nhỏ, làm hợp làm tan, làm hữu lượng làm vô lượng, làm rộng làm hẹp, làm hữu lực làm vô lực, thì Đại Bồ Tát này do vọng tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa không y chỉ bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa mà vọng tưởng như vậy, bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với sắc không làm lớn không làm nhỏ, không làm hợp không làm tan, không làm hữu lượng không làm vô lượng, không làm rộng không làm hẹp, không làm hữu lực không làm vô lực, như vậy cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không làm lớn không làm nhỏ, không làm hợp không làm tan, không làm hữu lượng không làm vô lượng, không làm rộng không làm hẹp, không làm hữu lực không làm vô lực, thì Đại Bồ Tát này do vọng tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa không y chỉ bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa mà vọng tưởng như vậy, bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với sắc làm lớn làm nhỏ, làm hợp làm tan, làm hữu lượng làm vô lượng, làm rộng làm hẹp, làm hữu lực làm vô lực, như vậy cho đến chư Như Lai ứng chánh đẳng giác làm lớn làm nhỏ, làm hợp làm tan, làm hữu lượng làm vô lượng, làm rộng làm hẹp, làm hữu lực làm vô lực, thì Đại Bồ Tát này do vọng tưởng như vậy nên chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao?
Bạch Thế Tôn, vì nếu Đại Bồ Tát khởi vọng tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với sắc, hoặc làm lớn nhỏ, không làm lớn nhỏ, hoặc làm hợp tan, không làm hợp tan, hoặc làm hữu lượng, vô lượng, không làm hữu lượng, vô lượng, hoặc làm rộng hẹp, không làm rộng hẹp, hoặc làm hữu lực, vô lực, không làm hữu lực, vô lực. Như vậy cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm lớn nhỏ, không làm lớn nhỏ, hoặc làm hợp tan, không làm hợp tan, hoặc làm hữu lượng, vô lượng, không làm hữu lượng, vô lượng, hoặc làm rộng hẹp, không làm rộng hẹp, hoặc làm hữu lực, vô lực, không làm hữu lực, vô lực, thì như vậy tất cả đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nào vọng tưởng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với sắc, cho đến đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm lớn nhỏ, không làm lớn nhỏ, hoặc làm hợp tan, không làm hợp tan, hoặc làm hữu lượng, vô lượng, không làm hữu lượng, vô lượng, hoặc làm rộng hẹp, không làm rộng hẹp, hoặc làm hữu lực, vô lực, không làm hữu lực, vô lực, thì Đại Bồ Tát này gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải tưởng có sở đắc mà có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì hữu tình, vô sanh, vô tử tánh, vô sở hữu, không vô tưởng, vô nguyện, viễn ly, tịch tịnh, bất khả đắc, bất khả tư nghì, không hoại diệt, không hiểu biết, nên sức không thành tựu. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh, cho đến sức không thể thành tựu, sắc cho đến tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sanh, vô tự tánh, vô sở hữu, không vô tướng, vô nguyện, viễn ly, tịch tịnh, bất khả đắc, bất khả tư nghì, không hoại diệt, không hiểu biết, nên sức không thành tựu. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh, cho đến sức không thể thành tựu. Con dựa vào ý này nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tức là Ba La Mật Đa rộng lớn. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể tin hiểu, từ chỗ nào đến sanh ở thế gian này, phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã trải qua bao nhiêu lâu, tôn trọng, thân cận, cúng dường chư Phật, đã trải qua bao nhiêu thời gian, tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, sao lại tin hiểu nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy? Phật dạy: Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm có thể tin hiểu, là vì ở trong pháp hội của chư Phật mười phương thế giới, mất lại sanh đến thế gian này, phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã trải qua vô lượng vô số vô biên trăm ngàn muôn ức kiếp, đã từng thân cận cúng dường vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghì, bất khả xương dương Đức Phật Bạc Già Phạm, từ lúc mới phát tâm thường tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, trải qua vô lượng vô số vô biên trăm ngàn muôn ức kiếp.